Chiều ngày 15 tháng 11, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã có buổi gặp thân mật với ban huấn luyện và các tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam. Mở đầu buổi gặp gỡ, nữ thủ tướng gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới ban huấn luyện và các thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chia sẻ tại vòng bảng sắp tới, Việt Nam sẽ rơi vào một bảng đấu không hề dễ chịu. Do vậy, bà hứa sẽ đón tiếp và coi tuyển nữ Việt Nam như đội chủ nhà tại World Cup 2023. Cũng trong buổi trò chuyện, Thủ tướng New Zealand Jacinda cũng đã giới thiệu các thành phố mà tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu. Trong đó đặc biệt có thành phố Hamilton, đây cũng là quê hương của bà Jacinda Ardern. Nữ Thủ tướng New Zealand cho biết, Hamilton là một thành phố biển và là một điểm đến tuyệt vời. Bà tin rằng tất cả mọi người tại đây sẽ đến sân và cổ vũ cho các nữ tuyển thủ Việt Nam rất nhiệt tình. Tại vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E với Mỹ, Hà Lan và đội giành vé vớt trong 3 đội, Thái Lan, Bồ Đào Nha hoặc Cameroon. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự một vòng chung kết bóng đá nữ thế giới.